Em nghĩ bất lợi nó sẽ nằm thuộc về khoảng thời gian là nhiều. Thì em nghĩ chắc bất lợi cái đấy quá, còn ưu điểm rất là nhiều. Tại vì ví dụ như là mình em làm không được cái này thì bé Nhi sẽ góp ý. Tức là về tại vì chữ người trong nghề thì họ sẽ hiểu được cái tính chuyên môn cao hơn thì họ sẽ góp ý cho nhau. Nên là em thì không muốn nghĩ về ưu điểm hay bất lợi nhiều. Chứ hầu như là chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện này. Vậy khi mà mình nhận một dự án nào đó, mình có tham khảo ý kiến của đối phương và người đó có tác động đến cái quyết định của mình hay không? Thường thì mức độ nó không đâu ạ. Những cái dự án riêng của bé Nhi thì em không thể nào hiểu được kịch bản là một thứ nhất, cái thứ hai là còn các diễn viên khác nữa. Và cái này mình cũng dùng từ tôn trọng, không phải chỉ cho bé Nhi hay là cho em hay là mà còn cho toàn bộ các diễn viên của dự án đó nữa. Tụi em là hai nghệ sĩ với hai cái tính cách khác nhau, hai quan điểm làm nghề và hai định hướng hoàn toàn khác nhau luôn, và tụi em tôn trọng điều đó. Cho nên cái quyết định là của cá nhân mỗi người. Nhưng mà mình hai vợ chồng có một cái quy tắc riêng nào đó không? Không, chả bao giờ đặt ra quy tắc Bọn gì em về nghĩ, làm nghề. bọn em tại vì em chỉ nghĩ là cái nghề mà bọn em đang làm nó cũng y chang như tất cả những cái nghề khác trong cuộc sống, và bọn em cũng chỉ là như cặp vợ chồng bình thường như tất cả những cặp vợ chồng khác.